Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Tập Luân. Quyển thứ 5, phần 3, phẩm thứ 3, Vô Y Hành. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Địa Tạng thưa hỏi: Bạch Đại Đức Thế Tôn, hoặc có Xá Đế Lợi hiền thiện, Đại Quang hiền thiện, Cư Sĩ hiền thiện, Trưởng Giả hiền thiện, Sa Môn hiền thiện, Bà La Môn hiền thiện, những người này bảo hộ tốt cho mình, cũng bảo hộ tốt cho người, bảo hộ tốt cho đời sau, ủng hộ Phật Pháp tốt đối với người xuất gia, hoặc là bậc pháp khí, hoặc chẳng phải là bậc pháp khí, cho đến không có giới, chỉ cạo bỏ râu tóc, hoặc mặc áo ca sa, khéo gìn giữ cung kính ủng hộ cúng dường khắp, để bảo hộ tốt pháp Thanh Văn Thừa, pháp Duyên Giác Thừa và pháp Đại Thừa, cung kính lắng nghe, tin nhận cúng dường. Đối với các vị ăn trú Đại Thừa đầy đủ giới phước đức, tinh tấn tu hành cho đến ăn trú quả vị thì khéo giữ gìn, hỗ trợ oai lực của họ, thương hỏi lắng nghe, lãnh thọ vui vẻ bàn luận, xa lìa bỉ xô phá giới, làm hạnh xấu ác. Đối với các vật cúng dường tứ phương tăng, hoàn toàn không để cho người phi pháp thọ dụng hao phí, mà siêng năng gìn giữ. Đối với chùa tháp và vật chúng tăng, hoàn toàn không tự mình đoạt lấy, hoặc bảo người đoạt lấy. Tự mình không thọ dụng, cũng không bảo người thọ dụng. Đối với người giảng thuyết giáo pháp tam thừa, thì cung kính cúng dường, ủng hộ không để cho người khác phỉ báng. Hủy nhục mà tôn trọng an ủi các người xuất gia, tin nhận hội trì giáo pháp do Phật thuyết ra, hoàn toàn không phá hoại chùa tháp, luôn luôn hộ trì phòng xá tăng chúng. Đối với người xuất gia, cạo bỏ râu tóc mặc áo ca sa, hoàn toàn không làm tổn hại. Đối với 10 luân ác, mình không đắm nhiễm và thường khuyên người khác xa lìa, học đầy đủ chính sách trị quốc của tiên vương, tiếp nối dòng chấm tam bảo, làm cho hân thịnh, thường ưa thân cận thiện tri thức. Lòng từ bỏ về chăm sóc tất cả nhân dân trong nước, tùy theo chỗ thích ứng, tìm cách giáo hóa, dắt dẫn họ làm cho bỏ tà đạo, tu hành theo chánh pháp. Như vậy, vua Xá Đế Lợi hiền thiện cho đến Bà La Môn hiền thiện được bao nhiêu phước đức và diệt trừ bao nhiêu tội nghiệp. Phật bảo: Này thì nam tử, giả sử có một người xuất hiện ở thế gian đầy đủ oai lực, và lúc đầu ngày dùng bảy thứ báu tích chứa đầy cõi tiền bội châu, đem cúng dường cho Phật và chúng đệ tử. Giữa ngày cũng dùng bảy thứ báu tích chứa đầy cõi tiền bội châu đem cúng dường cho Phật và chúng đệ tử. Cuối ngày cũng dùng bảy thứ báu tích chứa đầy cõi tiền bội châu đem cúng dường cho Phật và chúng đệ tử. Như vậy, ngày ngày liên tục cúng dường cho đến 100.000 năm, phước đức người đó có nhiều không? Đại Bồ Tát Địa Tạng thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Đại Đức, rất nhiều. Người đó chứa phước đức vô lượng vô biên, không thể tính đếm, dùng ví dụ tán số cũng không thể được, chỉ có Phật mới biết được, ngoài ra không ai biết. Phật dạy: Này thì nam tử, đúng vậy, đúng vậy. Đúng như lời ông nói, nếu có vua Xá Đế Lợi hiền thiện cho đến Bà La Môn hiền thiện, nào đối với 10 luân ác không đắm nhiễm, cũng thường khuyên người xa lìa 10 luân ác thì được phước đức còn hơn phước tích chứa vô lượng vô biên không thể tính đếm đã nói ở trước. Lại nữa, này thì nam tử, giả sử có người xuất hiện ở thế gian đầy đủ oai lực lớn, cất chùa đẹp cúng tứ phương tăng, chùa đó rộng lớn bằng 4 đại châu, có đầy đủ phòng xá, giường nằm, y phục, thức ăn uống, thuốc men, đồ dùng tốt nhất để cho chúng đại đệ tử Thanh Văn Bồ Tát của chư Như Lai ăn trú trong đó, tinh tấn tu hành các pháp thiện ngày đêm không biến nhé, trải qua 100.000 câu chi na diễu đa năm, cung cấp cúng dường liên tục không gián đoạn, người này tích chứa phước đức có nhiều không? Đại Bồ Tát Địa Tạng thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Đại Đức, rất nhiều. Người này tích chứa phước đức vô lượng vô biên không thể tính đếm, dùng tấn số ví dụ cũng không thể được, chỉ có Phật mới biết, ngoài ra không ai biết được. Phật dạy: Này thì nam tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Lại nữa, này thì nam tử, giả sử có người xuất hiện ở thế gian đầy đủ oai lực lớn, các chùa đẹp cúng dường 4 phương tăng, chỗ đó rộng lớn bằng 14 đại châu, có đầy đủ phòng xá, giường nằm, y phục, thức ăn uống, thuốc thang, đồ dùng tốt nhất để cho chúng đại đệ tử Thanh Văn Bồ Tát của chư Như Lai an trú trong đó, tinh tấn tu hành các pháp thiện ngày đêm không biến nhát, đã qua 100.000 câu chi đa diệu đa năm, cung cấp cúng dường không gián đoạn, ngày nay tích chứa phước đức có nhiều không? Đại Bồ Tát Địa Tạng thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều.
Bạch đại đức rất nhiều, ngài này tích chứa phước đức vô lượng vô biên, không thể tính đếm, dùng toán số ví dụ cũng không thể được. Giữa các Phật hiểu biết, ngoài ra không ai biết được. Phật dạy này thì nam tử đúng vậy, đúng vậy, đúng như là ông nói. Lại nữa này thì nam tử, giả sử có người xuất hiện ở thế gian, đầy đủ oai lực lớn, xây tháp thờ xá lợi của Phật, cao rộng tốt đẹp bằng 3.000 đại thiên thế giới như đã nói trước. Phước xây chùa cúng dường bốn phương tăng đem so với phước xây chùa tháp thờ xá lợi Phật thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, cũng không bằng 1/100.000, cũng không bằng 1/1 câu chi, cũng không bằng 1/1 na diệu đa, 1/1 phần số, 1/1 kế, 1/1 dụ, cũng không bằng 1/1 Upanishad. Lại nữa này thì nam tử, giả sử có những người chứng đắc ba la mật đa đầy đủ 8 giải thoát, tịnh lự đẳng trí a la hán nhiều như lúa cỏ gai tre mía vườn rừng đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới, tất cả đều bị trói chặt 5 phần thân thể. Đã qua 100.000 năm kế có một người xuất hiện ở thế gian, đầy đủ oai lực lớn, ưa làm việc phước đức, mở trói cho tất cả các vị a la hán dùng nước tắm gội cúng dường y bát. Trải qua 100.000 năm cung cấp phòng nhà giường tòa y phục thức ăn uống thuốc tăng và các vật dụng tốt đẹp nhất, đến khi các vị a la hán này nhập niết bàn thì hòa tán cúng dường thân nhật xá lợi, dùng 7 thứ báu tốt nhất để xây tháp bên trong để xá lợi, lại đem phan lọng bảo cái hương hoa kỹ nhạc cúng dường. Phước xây chùa tháp thờ xá lợi Phật như đã ở trước đem so với phước mở trói các vị a la hán và cúng dường thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, cũng không bằng 1/100.000, cũng không bằng 1/1 câu chi, cũng không bằng 1/1 na diệu đa, 1/1 phần số, 1/1 toán, 1/1 kế, 1/1 dụ, cũng không bằng 1/1 Upanishad. Này thì nam tử, nếu có vua sẽ đã lợi hiền thiện cho đến bà la môn hiền thiện nào không tập nhiễm 10 luân ác, cũng thường khuyên người xa lìa 10 luân ác được phước đức hơn phước đức trước vô lượng vô biên không thể tính đếm. Như vậy phát sanh được bao nhiêu phước thì cũng diệt được bấy nhiêu tội. Này thì nam tử, vua sẽ đã lợi hiền thiện và các tể quan cư sĩ trưởng giả sa môn bà la môn hiền thiện nào vào đời vị lai sau 500 năm lúc chánh pháp sắp diệt có thể hộ trì tốt mắt chánh pháp của ta, có thể bảo hộ tốt cho mình, bảo hộ tốt cho người, bảo hộ tốt đời sau, bảo hộ tốt giáo pháp của ta. Đối với đệ tử xuất gia hoặc là bậc pháp khí hoặc chẳng phải là bậc pháp khí cho đến không có giới pháp, chỉ cạo tóc, mặc áo ca sa thì đều phải bảo hộ đầy đủ, cung kính cúng dường không làm tổn hại, đã có thể bảo hộ tốt chánh pháp ba thừa, trong khi lắng nghe lãnh thọ cúng dường pháp Tây Phương thừa. Đối với pháp độc giác thừa và pháp đại thừa thì không sanh tâm phỉ báng, cũng không ganh ghét người tu độc giác thừa và đại thừa lúc lắng nghe lãnh thọ cúng dường pháp độc giác thừa. Đối với pháp thanh văn thừa và pháp đại thừa thì không sanh tâm phỉ báng, cũng không ganh ghét người tu phân văn thanh văn thừa và đại thừa. Lúc lắng nghe lãnh thọ cúng dường pháp đại thừa đối với pháp thanh văn thừa và pháp độc giác thừa thì không sanh tâm phỉ báng, cũng không ganh ghét người tu thanh văn thừa và độc giác thừa. Người này không hướng đến mong cầu cho đắc pháp thanh văn thừa, độc giác thừa mà chỉ hướng đến mong cầu cho đắc pháp đại thừa. Đối với người ăn trú đại thừa đầy đủ giới đức phước đức, tinh tấn tu hành cho đến an trụ quả vị thì thường nên thân cận phụng sự tôn kính thưa hỏi lắng nghe lãnh thọ xa lìa bỉ xô phá giới làm hạnh xấu ác. Đối với các vật cúng dường bốn phương tăng hoàn toàn không để cho người phi pháp sử dụng hao phí mà siêng năng giữ gìn. Đối với vật chùa tháp và vật chúng tăng hoàn toàn không đoạt lấy, không dạy người đoạt lấy, cũng không tự sử dụng, không dạy người sử dụng. Đối với người thuyết giảng giáo pháp tam thừa thì cung kính cúng dường đem năng lực mình bảo hộ, không để người khác phỉ báng hủy nhục mà phải tôn trọng an ủi các người xuất gia tên hiệu hộ trì tánh giáo của Như Lai, hoàn toàn không phá hoại chùa tháp nên phải ủng hộ chùa của tứ phương tăng. Đối với các đệ tử xuất gia của ta hoàn toàn không hủy phạm bắt buộc phải hoàn tục, không nắm giữ 10 luân ác và thường khuyên người xa lìa 10 luân ác, tự mình học chánh sách trị nước của tiên vương, thực hành 10 nghiệp đạo thiện giáo hóa thế gian, thường phải thân cận các bậc thiện trí thức, tiếp nối dòng giống tam bảo làm cho hưng thịnh, bảo hộ tốt mắt chánh pháp làm cho không đoạn diệt.
Như vậy sẽ đưa lợi hiền thiện cho đánh bà La Môn hiền thiện, do đầy đủ các công đức này mà danh tiếng không hư vọng, được thọ nhận bổng lộc của nhân dân trong nước, tất cả trời rồng, dạ xoa, quỷ thần, cho đến Yết Tra, Bồ Đát Na, vân vân, để sinh tâm vui mừng, thương xót, ủng hộ tất cả bậc pháp khí là ruộng phước chân thật cũng hoan hỷ từ bi hộ niệm. Do nhân duyên này làm cho đất nước và các hữu tình phát triển, hưng thịnh, an lạc, phồn vinh, quân lính các nước lân cận không thể lấn chiếm, giết hại mà đều kính phục mến mộ hiền đức từ đến quy xin quy hàng. Do đó dần dần sinh năng tu tập nghiệp thiện, chấm dứt đường ác, trời người càng thêm tăng trưởng, bảo hộ thân mạng được sống lâu, tự mình diệt trừ các phiền não, cũng làm cho người diệt trừ, gìn giữ đạo Bồ Đề, hành sáu ba la mật đa, phá trừ tất cả được ác không bao lâu, thoát khỏi biển sanh tử, thường xa ác bạn ác, thân gần các bạn lành, sinh ở nơi nào cũng thường gặp chư Phật Bồ Tát cung kính cúng dường, chưa từng rời bỏ. Không bao lâu, tùy tâm ưa thích, mỗi mỗi đều an trú cõi Phật cho đắc đạo vô thượng chánh giác. Lúc bấy giờ trong chúng tất cả thiên đế và các quyến thuộc cho đến tất cả tất xá giá đế mà quyến thuộc đều đứng dậy đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính thưa: Bạch Đại Đức Thế Tôn, ở cõi Phật này vào đời vị lai sau 500 năm, lúc chánh pháp sắp diệt, các vua sẽ nói lời hiền thiện cho đến Bà La Môn hiền thiện nào sẽ lìa 10 luân ác, cũng khuyên người sẽ lìa 10 luân ác, bảo hộ mình và người bảo hộ đời sau, hộ trì chánh pháp, nó tiếp dòng giống tam bảo làm cho hưng thịnh không thể đoạn diệt. Tóm lại là như Phật đã nói ở trước, những người này đối với giáo pháp tam thừa cũng gánh lắng nghe, lãnh thọ hoàn toàn không che giấu. Đối với người tu tam thừa thì ủng hộ cúng dường không quá nhiều, đối với vật của tam bảo thì siêng năng gìn giữ không để hao phí. Quyến thuộc chúng con sẽ đem năng lực ủng hộ vô sẽ đến lợi hiền thiện cho đến Bà La Môn hiền thiện, làm cho tăng trưởng 16, 10 pháp sau. Thế nào là 10? Một, tăng trưởng tuổi thọ. Hai, tăng trưởng không có nạn. Ba, tăng trưởng không có bệnh tật. Bốn, tăng trưởng quyến thuộc. Năm, tăng trưởng của cải. Sáu, tăng trưởng vật dụng. Bảy, tăng trưởng quyền lực. Tám, tăng trưởng tiếng khen. Chín, tăng trưởng bản lành. 10, tăng trưởng trí tuệ. Bà Đại Đức Thế Tôn, vua xác đó lợi hiền thiện cho đến Bà La Môn hiền thiện kia, tự mình sẽ liền 10 luân ác, khuyên người sẽ liền 10 luân ác, để đủ các công đức như nói ở trước, chúng con ủng hộ người ấy, nhất định họ sẽ được tăng trưởng 10 pháp trên. Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu có vua sẽ nói lợi hiện thiện cho đến Bà La Môn hiện thiện nào, thành tựu công đức như nói ở trước, quyến thuộc chúng con sẽ đem năng lực ủng hộ làm cho sa lìa 10 pháp, 16, 10 pháp sau. Thế nào là 10? Một, sa lìa tất cả oan gia thù địch. Hai, sa lìa tất cả cảnh chẳng đáng ưa thích, sắc thanh hương vị xúc. Ba, sa lìa tất cả tật bệnh ghẻ lở. Bốn, sa lìa tất cả ác kiến tà chấp. Năm, sa lìa quy y tất cả tà đạo. Sáu, sa lìa tất cả tai họa yêu quái. Bảy, sa lìa tất cả nghề nghiệp xấu ác. Tám, sa lìa tất cả bạn bè xấu ác. Chín, sa lìa tất cả nhà ở chỗ bùng nhơ. 10, sa lìa tất cả nạn chết yểu trái thời. Bạch Đại Đức Thế Tôn, sẽ đến lời hiền thiện cho đến Bà La Môn hiền thiện kia, thành tựu các công đức đã nói ở trước, chúng con ủng hộ người ấy, nhất định họ sẽ được xa lìa 10 pháp trên. Là nữa bạch Thế Tôn, nếu có sẽ đến lời hiền thiện nào tu tập đầy đủ các công đức nói ở trước được viên mãn, quyến thuộc chúng con sẽ siêng năng ủng hộ làm cho nhà vua cùng các quyến thuộc và tất cả nhân dân trong nước ấy đều được xa lìa 10 pháp. Thế nào là 10? Một, sẽ lìa tất cả giặc oán thù ngoài nước. Hai, sẽ lìa tất cả người oán thù trong nước. Ba, sẽ lìa tất cả quỷ thần hôn ác. Bốn, sẽ lìa tất cả nạn hạn hán. Năm, sẽ lìa tất cả các nơi lục lọi. Sáu, sẽ lìa tất cả tai hại về nóng lạnh, mưa gió, mưa to gió lớn, trái thời, sương muối, mưa đá. Bảy, sẽ lìa tất cả sao xấu biến quái. Tám, sẽ lìa tất cả đói khát mất ngủ. Chín, xa lìa tất cả bệnh chết trái thời. Mười, xa lìa tất cả ác kiến tà chấp. Bạch Đại Đức Thế Tôn, nếu vua sẽ đến lợi hiền thì kia tu tập đầy đủ các công đức nói ở trước được viên mãn, quý thuộc chúng con sẽ siêng năng ủng hộ làm cho vua đó cũng quý thuộc và tất cả nhân dân trong nước ấy nhất định được xa lìa 10 pháp trên. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khen ngợi các thiên đế và quyến thuộc của họ cho nên tất cả tất xa giá đế và quyến thuộc của họ. Lành thay, các ông đã phát được tài nguyện như vậy. Việc này các ông hoàn toàn nên làm. Nhờ nhân duyên này,
làm cho các ông được an lạc lâu dài. Lúc bấy giờ Đại Phạm Thiên Tạng lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho phép con với tất cả vua sẽ được lợi hiền thiện ở cõi nước này và đời vị lai mà nói thần chú: Hộ quốc bất thối luân tâm Đại Đà La Ni. Do năng lực của thần chú, hộ quốc bất thối luân tâm Đại Đà La Ni này làm cho tất cả vua sắc đất lợi hiền thiện ở cõi nước này và đời vị lai không bị tất cả giặc oán thù, bạn sâu ác chế phục, có thể làm cho tất cả giặc oán thù, bạn sâu ác tự nhiên thối lui. Hay gìn giữ tốt ba nghiệp thân miệng ý, thường được các người trí khen ngợi, sẽ lìa các điều ác, hay làm các việc lành, thường sẽ lìa tất cả ngoại đạo tà giáo. Đối với Đại Thừa, luôn luôn tinh tấn tu hành, dũng mãnh kiên cố, có khả năng giáo hóa vô lượng hữu tình, không đưa vào người khác, tự nhiên trí tuệ được thông suốt, có thể tu hành đủ sáu pháp ba la mật quý báu thâm sâu, sẽ lìa tất cả sân giận, bỏ sẻ, ganh ghét, phiền não trói buộc, thường được tất cả người phi nhân cung kính ủng hộ. Những gì đã có được đều không quên mất, không bỏ các hữu tình, ưa hành tính giúp pháp, không xa lìa bậc pháp khí phước điền. Phật bảo Thiên Tạng: Ta cho phép các ông vì tất cả vua sẽ đến lợi hiền tiện ở cõi nước này vào đời vị lai mà nói thần chú: Hộ quốc bất thối luân tâm Đại Đà La Ni. Nhờ thần lực của chú này làm cho tất cả vua sẽ đến lợi hiền tiện ở cõi nước này và đời vị lai không bị tất cả giặc oán thù, bằng sâu ác chế phục, nói rộng ra cho đến không xa lìa hết thảy chư Phật và đệ tử của Phật. Lâu ấy Đại Phạm Thiên Tạng liền nói thần chú: Hộ quốc bất thối luân tâm Đại Đà La Ni. Đát Đi Tha Mâu Ni Vị Lộc Mâu Na Yết Lạp Việt Mâu Ni Hột Lê Đạt Duệ Mâu Ni Lô Ha Tỳ Triết Lệ Mâu Na Hạt Lật Giế Mâu Ni Cấp Mê Thúc Ngật La Bát Sai Bát La Sa Bát Sai Mật La Bát Sai Tao Thích Bà Hột Lật Đế Đố Thích Na Hột Lật Triết Lệ Bát Đát Xoa Hột Lật Đế Cụ Cụ Noa Mật Lệ Ba Việt Xoa Tát Lệ Ác Nộ Ha Kỳ Nê Việt Ni Bát Tháp Việt Tà Hạ. Đại Phạm Thiên Tạng nói bài chú này rồi là bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài và đại chúng tùy hỷ với thần chú Đại Đà La Ni con vừa nói. Đức Thế Tôn bảo: Lành thay, lành thay. Tất cả đại chúng cũng đồng nói: Lành thay. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và Đại Bồ Tát Di Lặc: Này Tiền Nam Tử, các ông đều nên thọ trì gìn giữ thần chú Hộ Quốc Bất Thối Luân Tâm Đại Đà La Ni của Đại Phạm Thiên Tạng vừa nói, truyền lại cho tất cả vua sẽ đã lợi hiền thiện ở cõi nước này vào đời vị lai để tự họ lãnh thổ hộ trì và làm cho lưu truyền rộng rãi cho nhân dân này, các vua sẽ đã lợi hiền thiện kia cùng các quyến thuộc và tất cả nhân dân trong nước ấy được lợi ích an lạc, thường chuyển bánh xe chánh pháp, danh tiếng vang xa, oai đức lừng lẫy, diệt trừ tà kiến, thức lập chánh kiến, giữ gìn mắt chánh pháp, nối tiếp hạt giống tam bảo làm cho hưng thịnh, không để tiêu diệt giáo hóa vô lượng và biên hữu tình, được an trú trong đại thừa, có đức tin vững chắc viên mãn lâu dài, có thể tu đủ sáu pháp ba la mật đa, diệt trừ tất cả chướng ngại mỗi đơn cứu cánh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ lại nghĩa này, nó nói bài tụng: Khi Đại Phạm Thiên Tạng thương hỏi lượng túc tôn các hữu tình lợi căn ưa tu phước định tụng pháp nào không thông suốt nhất, vươn lên hay chìm đắm trong ba việc tu tập trừ hoặc không thối chuyển, Thế Tôn bảo Thiên Tạng: Nếu phạm vô y hành, tuy trí tuệ nhạy bén, vẫn hướng ngục vô gián, có trí không chân chánh, ưa hành mười luân ác, đoạn mất các thiện căn, mau hướng đến địa ngục, thiền định diệt phiền não, không tu nghiệp tụng phước, vốn vô cầu niết bàn, thường tu tập tịnh lợi, có trí siêng tinh tấn hộ trì chánh pháp ta, do tinh kính ca sa vượt qua biển phiền não, ở chỗ thanh vắng sẽ liền tạo nghiệp ác, kính trì giới tu định hay vượt qua các cõi, tinh kính khắp ba thừa làm chánh pháp hưng thịnh, cúng dường người nhuận y thành tựu biển công đức, nhiếp phục tâm có điều, không cự tội bí xô, tu theo Phật biết đủ sẽ thành lượng túc tôn, xa lìa bỉ số ác, thân cận bậc thánh hạnh, không làm dụng Phật tăng, mau chứng quả bồ đề, an lạc trong ba cõi,
hoàn toàn nhờ Tam Bảo. Người mong cầu an lạc thường cúng dường Tam Bảo, cung cấp vô sâu ác, kết bạn bí sâu ác. Có lỗi với Tam Bảo, mau đoạn một vô gián. Tội 10 sẽ ép dầu bằng tội một nhà dâm, đặt 10 nhà dâm kia bằng tội một quán rượu, đặt tội đặt 10 quán rượu bằng một người đồi tệ, đặt 10 nhà đồi tệ bằng một tội vô ác. Các quốc vương hiền thiện làm hưng thịnh chánh pháp, cúng dường khắp ba thừa, thành tựu biển công đức bảy báu đầy tiệm bộ, cúng dường Phật và Tăng, phước người đó tích chứa không bằng hộ Phật pháp, cất chùa cúng Phật Tăng lớn bằng 14 châu, phước người đó tích chứa không bằng hộ Phật pháp. Xây tháp thờ xá lợi lớn bằng 3.000 cõi, phước người đó tích chứa không bằng hộ Phật pháp. Mở trói A La Hán cúng dường cung cấp đủ, không chướng ngại chánh pháp, phước đó hơn phước kia. Trong ngàn cõi chỉ kiếp, người trí siêng tu định, phát sinh tuệ thù thắng, không bằng hộ chánh pháp. Các quốc vương hiện thiện xa lừa 10 luân ác, hộ trì chánh pháp ta và người mặc ca sa, không phỉ báng pháp ta, người và pháp ba thừa. Nghe pháp cúng dường khắp, hộ trì người thuyết pháp, không hao vật Tam Bảo, không ngăn mặc ca sa, kính bậc khí chẳng khí, phước hơn không ai bằng. Như năm mặt trời hiện, vì lớn đều khô cạn, như vậy hộ chánh pháp làm khô cạn phiền não, như lúc có phong tai, cái núi đều hư hoại, như vậy hộ chánh pháp hay diệt trừ phiền não, như lúc nạn thủy tai đại địa đều cuốn trôi, như vậy hộ chánh pháp làm hoại quả không ưa, như hạt châu như ý theo sở nguyện viên mãn, như vậy pháp ba thừa làm mãn nguyện chúng sanh, như gặp được bệnh báu trừ nghèo được giàu vui, như vậy gặp Phật pháp trừ hoặc chứng bồ đề, như ánh trăng ngày rằm chiếu sáng khắp hư không, như người hộ chánh pháp trí tuệ không pháp thông pháp giới, như hư không bình đẳng không Phật không hình tướng, như người hộ chánh pháp biết các pháp một vị, như ánh sáng mặt trời trên bóng tối thế gian, như người hộ chánh pháp thường chiếu khắp thế gian. Phần 1. Phẩm thứ tư, hữu y hành. Lúc bấy giờ ở giữa chúng hội, Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bày một vai áo gối phải sắc đất, chắp tay cung kính nói bài tụng thưa hỏi: xưa nói phá giới mất thanh tịnh, chẳng phải hiền thánh hay đệ tử, giới pháp sa môn bị vứt bỏ, không được ở trong chúng thanh tịnh, bị ba cơ uế mất chánh đạo, không thể tiêu dùng vật cúng tăng, đối vật cúng dường bốn phương tăng ta cũng không cho nhận chút phần, phạm một tội trong bốn căn bản, chúng gạt bỏ như thây trong biển, nay vì sao nói bí số ác, nên nhẫn phải thương cho trách phạt, lại phải xiên lo cúng người, xiên cúng dường người đó, cho sanh tâm xấu nên thương xót, cùng kính lắng nghe lời thuyết pháp sẽ được phước đức tuệ đại bi. Các kinh nói xấu thông cứu thế, đại thừa các ông phải nên tin, đà bồ đề chân chánh phía diệu, đường giải thoát nên bỏ nhị thừa, nay vì sao lại nói ba thừa, khuyên lãnh tọa tu cúng dường khắp, căn lực giác đạo quả sa môn, trong kinh này có gì khác không? Không bằng, không gì bằng tám môn thánh đạo, ba thừa đều tu theo pháp này, mong cầu giải thoát siêng tinh tấn, tùy theo sở nguyện chứng bồ đề, nên chăm sóc đến chúng hữu tình, xưa nay dạy bảo không sai trái, làm cho trời người chư Bồ Tát hiểu rõ hoan hỷ chứng chân thật, nghe pháp đại thừa ai có ích, nghe pháp đại thừa ai tổn giảm, mười pháp giải thoát thanh văn thừa, nghe pháp ai tổn ai có ích, người nào nghe pháp liền thăng tiến, người nào nghe pháp lại trầm trệ, làm sao chẳng ghét pháp hữu vi để mau khô cạn dòng lão tử. Ngày đêm siêng tu các pháp thiện, nương diệu lý và pháp thừa nào để vượt bốn bậc lâu sâu rộng, giải thuyết chánh pháp cứu quần sanh. Lúc bấy giờ Phật bảo Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng: lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông muốn làm lấy an lạc cho vô lượng hữu tình và làm lợi ích lớn cho chư thiên nhân an tức lạc vân vân, mà thương họ Như Lai nghĩa thâm sâu này, ông nên lắng nghe suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt giải rõ cho. Bồ Tát Kim Cang Tạng thưa: bạch Đức Thế Tôn, con nguyện xin muốn nghe. Phật bảo: này thì nam tử, có 10 loại hữu tình luân hồi trong sanh tử khó được làm người, thế nào là 10? 1. Không gieo thiện căn. 2. Chưa tu nghiệp phước lành. 3. Luôn luôn bị tạp nhiễm. 4. Làm theo bản ác. 5. Không thấy, không sợ và khổ đời sau.
6. Tham dục mạnh mẽ, 7. Sân giận dữ dội, 8. Ngu si vô cùng, 9. Mê mờ, tâm mê mờ cuồng loạn, 10. Chấp tà kiến ác. 10 điều này làm nhân cho pháp không nên làm theo, làm cho các chúng sinh hủy phạm cấm giới, phạm tội căn bổn, đọa các đường ác. Thế nào là 10 pháp không nên làm theo? Nghĩa là người xuất gia trong giới pháp ta có gia hành hoại, ý lạc bất hoại, có ý lạc hoại, gia hành bất hoại, có gia hành, ý lạc đều hoại, hoặc có giới hoại, kiến bất hoại, có kiến hoại, giới bất hoại, hoặc giới kiến đều hoại. Hoặc đối với gia hạnh, ý lạc, giới, kiến, tuy đều bất hoại, nhưng chỉ vì nương theo bản ác và làm các pháp không nên làm theo. Hoặc tuy nương theo bản lành như việc ngu si cũng như gia công, nên đối với các sự việc đều không phân biệt. Nghe bản lành nói pháp thiện hay bất thiện đều không thể lãnh thọ khi nhớ, không thể hiểu rõ nghĩa thiện hay bất thiện, do đó làm các pháp không nên làm theo. Và đối với các loại tài bảo đầy đủ, thường không nhàm chán tìm cầu nên tâm mê loạn, làm các pháp không nên làm theo. Hoặc bị bệnh tật bức bách làm khổ não, liền tìm cầu các pháp cúng tế chú thuật, do đó làm các pháp không nên làm theo. Do 10 pháp không nên làm theo này làm cho các chúng sanh phạm tội căn bản ở đời này, chẳng phải là bậc hiền thánh hủy phạm giới cấm sẽ đọa vào các đường ác. Này thì nam tử, người nào gia hạnh hoại, ý lạc bất hoại, tùy theo gặp một điều trong giới pháp không nên làm theo, phạm tội căn bản liền sợ hãi, xấu hổ và xa bỏ, không thường làm các hạnh ác. Vì lợi ích của họ nên Như Lai giảng thuyết về Sa Môn Ô Đạo. Vì sao? Vì những người ấy đã tạo ra các nghiệp ác trọng này, liền phát lồ không dám che giấu, biết tàm quý sám hối. Do sám hối nên tội lỗi được tiêu trừ, chấm dứt không gây ra nữa. Tuy đối với tất cả pháp sự của Sa Môn đều nên tận xuất, không cho dùng tất cả vật dụng. Nhưng do người ấy đối với tam thừa thành tựu pháp khí, nên Như Lai thương xót thuyết pháp thanh văn thừa cho họ, hoặc thuyết pháp duy giác thừa, hoặc thuyết pháp vô thượng thừa cho họ. Nhờ đó người ấy khi sanh qua đời thứ hai, thứ ba phát nguyện chân chánh, gặp được bạn lành, tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ, hoặc cho đắc quả thanh văn thừa, hoặc cho đắc quả duyên giác thừa, để nhập niết bàn, hoặc ngộ nhập lý vô thượng thừa thâm sâu rộng lớn. Như vậy giới hoại, kiến bất hoại nên biết như cũng vậy. Người nào ý lạc hoại, gia hạnh bất hoại, vì lợi ích của họ nên Như Lai khen ngợi thuyết pháp bốn phạm trú, vì ấy là bậc thanh văn thừa hoặc là bậc duyên giác thừa. Người nào gia hạnh ý lạc đều hoại, đối với các thừa đều chẳng phải là bậc pháp khí, vì lợi ích của họ nên Như Lai khen ngợi thuyết pháp bố thí. Người nào kiến hoại với bất hoại, vì lợi ích của họ nên Như Lai thuyết pháp duyên khởi, làm cho họ xả bỏ ác kiến, ngay đời này thể nhập pháp thanh văn hoặc pháp duyên giác, hoặc đời khác mới có thể ngộ nhập. Người nào giới kiến đều hoại đối với thánh pháp cũng không thành tựu, vì lợi ích của họ nên Như Lai khen ngợi thuyết pháp bố thí. Người nào gia hạnh ý lạc giới kiến bất hoại mà đương theo việc làm của bạn ác, vì lợi ích của họ nên Như Lai giảng thuyết khen ngợi pháp 10 nghiệp đạo thiện. Người nào tùy nương theo việc làm của bạn lành như là ngu độn như gia cầm, không thể lãnh họ pháp thiện hay bất thiện, vì lợi ích của họ Như Lai thuyết giảng khen ngợi pháp tụng tập tụng. Nếu bị các thứ tham lam, bệnh tật bức bách, hoặc bị các kiến thú làm mê hoặc, Như Lai làm lợi cho chúng hữu tình như vậy. Đối với người cầu giải thoát thì chỉ dạy làm cho họ ra khỏi đường sanh tử. Đối với thanh văn thừa thì giảng pháp tư thanh đế. Đối với người đoạn kiến thì giảng pháp duyên khởi. Đối với người thường kiến thì thuyết các pháp không thường. Chúng sanh trôi lăn khắp các nẻo trong ba cõi, chết nơi này sang nơi kia, như bàn quay của người thợ gốm qua lại không dứt. Này thì nam tử, Như Lai không có nói danh tự, không có nói âm thanh, cũng không có nói quả chứng, mà tất cả đều vì giáo hóa hữu tình. Vì vậy tất cả lời hủy bán chánh pháp do Như Lai thuyết ra, tức là hủy hoại con mắt chánh pháp của các hữu tình, tội ấy còn hơn cái tội vô gián, mất vô lượng trọng tội như tội vô gián. Nếu có người ở trong chánh pháp của ta vì muốn làm lợi lạc cho tất cả hữu tình nên thuyết chánh pháp, nghĩa là nương vào thanh văn thừa mà thuyết chánh pháp,
họ nương vào những giáo thừa mà thuyết chánh pháp, họ nương vào đại thừa mà thuyết chánh pháp. Nhưng có người phỉ báng, ngăn chặn, làm chướng ngại cho đến một bài tụng, thì nên biết đó là phỉ báng chánh pháp, cũng gọi là hủy diệt tám thánh đạo, cũng gọi là phá hoại con mắt chánh pháp của tất cả hữu tình. Người như vậy tự mình đã quen làm việc không có lợi ích, cũng làm cho tất cả hữu tình quen làm việc không có lợi ích. Người này nương theo vị tăng không có tàm quý, như vậy là hủy báng chánh pháp của Như Lai. Lại nữa này, thì năm tự có bốn hạng tăng, thế nào là bốn? Một tăng thắng nghĩa, hai tăng thế tục, ba tăng như gia công, bốn tăng không biết tàm quý. Thế nào là tăng thắng nghĩa? Nghĩa là Phật Thế Tôn hoặc Chư Đại Bồ Tát có ai đức tôn quý đối với tất cả pháp đều được tự tại, hoặc độc giác, hoặc a la hán, hoặc bất hoàn, hoặc nhất lai, hoặc diệu lưu. Bảy bậc này thuộc tăng thắng nghĩa. Nếu các hữu tình có hình tướng tại gia, không cà bỏ râu tóc, không mặc cai xa, tuy không được thọ tất cả các giới biệt giải thoát của hàng xuất gia, tất cả các yết ma bồ tát tự tớ đều không được dự, nhưng có thánh pháp chứng đắc quả thánh nên cũng thuộc tăng thắng nghĩa. Đó là tăng thắng nghĩa. Thế nào là tăng thế tục? Nghĩa là cái bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, tỏ đầy đủ các giới biệt giải thoát của hàng xuất gia, đó là tăng thế tục. Thế nào gọi là tăng như gia công? Nghĩa là không biết rõ các tội căn bản phạm hay không phạm, không biết các tội phạm nặng nhẹ, nặng hay nhẹ, không biết tùy phạm nhỏ, tội lỗi nhỏ, không biết phát lồ sám hối tội đã phạm, ngu si mê muội, không biết, không sợ tội lỗi nhỏ, không nương theo bậc hiền sĩ thông minh, không khi nào đi đến các bậc đa văn thông minh thân cận phụng sự, cũng không thường cung kính thưa hỏi thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là vô tội, tôi như thế nào là đúng, làm như thế nào là sai. Tất cả những người này thuộc tăng như gia công, đó là tăng như gia công. Thế nào là tăng có biết tàm quý? Nghĩa là có hữu tình vì sinh sống mà quy y, cầu xuất gia trong pháp của ta, được xuất gia rồi, đối với giới biệt giải thoát đã thọ trì, lại hủy phạm, không có tàm quý, không thấy, không sợ quả khổ đời sau, trong tâm thối nát như ốc sên hồi giờ, tiếng nói như loa, việc làm như chó, ưa nói dối, không có một lời chân thật, bỏng sẻn, tham lam, ganh ghét, ngu si, kiêu mạn, xa lìa ba nghiệp tốt, tham đắm vào lợi dưỡng, cung kính, danh dự, đam mê sâu trần, ưa thích dâm dật, ham muốn sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm. Tất cả những người như vậy thuộc tăng không có tàm quý, hủy bán chánh pháp là tăng không có tàm quý. Này thì năm tự thắng nghĩa, tăng thắng nghĩa ở đây cũng là thuộc sa môn thắng đạo. Thắng nghĩa, thắng đạo nghĩa là có thể nương theo tám thánh đạo, tự mình giải thoát tất cả phiền não, cũng làm cho người khác giải thoát. Điều này nghĩa là như thế nào? Nghĩa là Phật Thế Tôn, Độc Giác, A-la-hán, ba bậc này đã dứt bỏ tất cả quyến thuộc nên gọi là thắng đạo. Là có chúng đại Bồ Tát không nhờ vào các duyên khác, đối với tất cả pháp thấy biết không chướng ngại, do hóa làm lợi cho tất cả hữu tình, cũng thuộc sa môn thắng đạo. Tăng thắng nghĩa là tăng và tăng thế tục ở đây cũng là thuộc ba sa môn thị đạo, và có hàng phàm phu hiền thiện thành tựu giới biệt giải thoát cho đến đầy đủ chánh kiến tới chan, do có sự biện tài vô ngại nên chư vị có thể giảng thuyết chỉ dạy các thánh pháp cho mọi người, nên biết hàng người này là hạng sa môn thị đạo thấp nhất, hạ chứng quả dự lưu là thứ hai, hạ chứng quả nhất lai là thứ ba, hạ chứng quả bất hoàn là thứ tư, là có chúng đại Bồ Tát là thứ năm, nghĩa là trụ sơ địa đến địa thứ 10 cho đến an trụ thân sâu cùng, đây đều là thuộc sa môn thị đạo, và có vị thành tựu giới biệt giải thoát và nghi phép tắc thanh tịnh hoàn thiện, đây thuộc về sa môn mạn đạo, vì sống cả đạo đức phép tắc nên gọi là mạn đạo. Là có chúng đại Bồ Tát vì muốn giáo hóa làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, nếu tu hành viên mãn sáu pháp ba la mật đa cũng gọi là mạn đạo. Ba hạng sa môn thắng đạo, thì đạo, mạn đạo như vậy gọi là ruộng phước chân thật của thế gian. Các hạng sa môn khác gọi là ô đạo, tuy chẳng phải chân thật cũng được ở trong số bậc phước điền.
Có người nương theo các vị tăng không có tàm khuý ở trong chánh pháp tỳ này gia của ta, gọi là tử thi, chúng thanh tịnh nên diệt tận, vì chẳng phải là bậc pháp khí. Ta không phải là đại sư của người ấy cũng chẳng phải là đệ tử của ta. Hoặc có vị tăng không biết xấu hổ, không xứng đáng là bậc pháp khí, nhưng xưng ta là thầy. Đối với xá lợi và hành tượng của ta sinh tâm tinh kính sâu xa, đối với thánh giáo giáo giới pháp của ta cũng sinh tâm tinh kính sâu xa. Tự mình đã không chấp các tà kiến, cũng không làm cho người khác chấp vào các tà kiến, có thể giảng thuyết chánh pháp của ta cho mọi người, khen ngợi tán thán mà không sinh tâm hủy báng. Tương phát nguyện chân chánh, tùy theo tội đã phạm mà chừa bỏ, phát lộ sám hối nên các nghiệp chướng đều có thể tiêu trừ. Nên biết hạng người này tinh kính oai lực giới pháp tam bảo vượt hơn 95 ngoại đạo đến hàng trăm ngàn lần, vẫn không thể mau đến thành Niết Bàn. Chuyện Luân Thánh Vương còn không thể sánh bằng, huống chi là các hữu tình khác. Do nghĩa này nên Như Lai quan sát tất cả hữu tình, các nghiệp pháp thọ khác nhau, nói như vậy: những người ở trong giới pháp của ta, cả bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, ta hoàn toàn không cho xét đối loại hủy nhục quả trách. Nếu ai hủy nhục quả trách phạt tất cả người xuất gia thì mắc tội báo như đã nói rõ ở trên. Lại có người nương theo giáo pháp của ta, bỏ tục xuất gia, cả bỏ râu tóc, mặc áo ca sa đỏ, liền được tất cả chư Phật trong ba đời quá khứ, vị lai hiện tại, từ bi hộ niệm. Người có oai nghi, hình tướng pháp phục ca sa cũng được chư Phật Thế Tôn trong ba đời quá khứ, vị lai hiện tại, từ bi hộ niệm. Vì thế, khinh thường hủy nhục người xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, tức là khinh thường hủy nhục tất cả chư Phật Thế Tôn trong ba đời quá khứ, vị lai hiện tại. Do đó, người có trí tuệ chán sợ các khổ, ưa thích mong cầu niết bàn an lạc nhân thiên, thì không nên khinh thường hủy nhục người bỏ tục xuất gia, cạo tóc, mặc ca sa. Những vị tăng không biết xấu hổ, phá hủy giới cấm, không xứng đáng là bậc pháp khí hiền thánh của ba thừa, tự mình đã chấp chặt các tà kiến, cũng hay làm cho người khác chấp vào các tà kiến, nghĩa là vì sẽ đến lợi hiền thiện, bà la môn hiền thiện, tế quan hiền thiện, cư sĩ hiền thiện, sa môn hiền thiện, trưởng giả hiền thiện, phiệt xá hiền thiện, mậu đạt la hiền thiện, hoặc nam hoặc nữ, nói các thế gian không có cha không có mẹ cho đến không có nghiệp thiện nghiệp ác, quả báo không có khả năng chứng đắc thánh quả, tất cả các pháp không do nhân mà sanh. Hoặc chấp rằng sắc giới là thường không biến hoại, hoặc chấp vô sắc giới là thường không có biến hoại, hoặc chấp ngoại đạo tu các pháp khổ hạnh được rốt ráo thanh tịnh, hoặc chấp chỉ có thanh văn thừa được rốt ráo thanh tịnh chứ chẳng phải độc giác thừa, cũng chẳng phải đại thừa. Đối với thanh văn thừa thì tinh kính khen ngợi giảng thuyết chỉ dạy, còn đối với độc giác thừa và đại thừa thì phỉ báng khinh chê làm chướng ngại che lấp, không cho lưu thông rộng rãi. Hoặc chấp chỉ có độc giác thừa được rốt ráo thanh tịnh chứ thanh văn thừa đại thừa đều không được. Đối với độc giác thừa thì tinh kính khen ngợi giảng thuyết chỉ dạy, còn đối với thanh văn thừa và đại thừa thì phỉ báng khinh chê làm chướng ngại che lấp, không làm cho lưu thông rộng rãi. Hoặc chấp chỉ có đại thừa mới được rốt ráo thanh tịnh chứ thanh văn thừa, độc giác thừa thì đều không được. Đối với pháp đại thừa, tự mình tinh kính và dạy bảo người khác tinh kính, tự mình cung kính và dạy bảo người khác cung kính, tự mình khen ngợi và dạy bảo người khác khen ngợi, tự mình ghi chép và bảo người khác ghi chép, tự mình đọc tụng và dạy bảo người khác đọc tụng, tự mình lắng nghe dạy bảo người khác lắng nghe, tự mình tư duy dạy bảo người khác tư duy. Đối với hữu tình khác, họ là bậc pháp khí hoặc chẳng phải là bậc pháp khí, đều vì họ giảng thuyết chỉ dạy giải thích giáo nghĩa pháp đại thừa thâm sâu vi diệu. Còn đối với thanh văn thừa và độc giác thừa thì phỉ báng khinh chê làm chướng ngại che lấp, không cho lưu thông rộng rãi. Tự mình không sanh lòng tinh kính, chướng ngại người khác sanh lòng tinh. Tự mình không cung kính, chướng ngại người khác cung kính. Tự mình không khen ngợi, chướng ngại người khác khen ngợi. Tự mình không ghi chép, chướng ngại người khác ghi chép. Tự mình không đọc tụng lắng nghe suy nghĩ, chướng ngại người khác đọc tụng lắng nghe suy nghĩ. Không ưa giảng thuyết dễ dạy giải thích giáo nghĩa pháp tam thừa. Hoặc
Hoặc chấp chỉ có tu bố thí mới được rốt ráo thanh tịnh, chứ chẳng phải tu giới nhẫn cho đến chẳng phải tu tuệ mà được. Hoặc chấp chỉ có tu cấm giới mới được rốt ráo thanh tịnh, chứ chẳng phải tu bố thí nhẫn cho đến chẳng phải tu tuệ mà được. Hoặc chấp chỉ có tu nhẫn dục mới được rốt ráo thanh tịnh, chứ chẳng phải tu bố thí trì giới cho đến chẳng phải tu tuệ mà được. Hoặc chấp chỉ có tu tinh tấn mới được rốt ráo thanh tịnh, chứ chẳng phải tu bố thí trì giới cho đến chẳng phải tu tuệ mà được. Hoặc chấp chỉ có tu tịnh lự mới được rốt ráo thanh tịnh, chứ chẳng phải bố thí trì giới cho đến chẳng phải tu tuệ mà được. Hoặc chấp chỉ có tu tuệ mới được rốt ráo thanh tịnh, chứ chẳng phải tu bố thí trì giới cho đến chẳng phải tu định mà được. Hoặc chấp chỉ có học tập các thân nghiệp thế gian mới được rốt ráo thanh tịnh, hoặc chấp rằng chỉ có tu các hạnh gieo mình vào nơi hiểm trở, lăn vào ngọn lửa, nhịn đói mới được rốt ráo thanh tịnh. Này thì nam tử, bí xô phá giới làm hành ác này chẳng phải là bậc pháp khí dùng các thứ làm mê hoặc các hữu tình, các bậc pháp khí hiền thiện làm cho họ chấp vào tà kiến, do bị tà kiến điên đảo nên họ phá hoại sẽ đỡ lợi hiền thiện. Cho đến miệt đạt la hiền thiện, hoặc nam hoặc nữ có lòng tin, giới, văn, xả, tuệ, thanh tịnh, chuyện các vị sẽ đắc lợi thành chuyên trà la. Cho đến phiệt xá, miệt đạt la, thành chuyên trà la. Bí xô phá giới và sẽ đắc lợi chuyên trà la này chẳng phải là bậc pháp khí. Thầy và đệ tử đều mất thiện căn cho đến sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Này thiện nam tử, như thầy chết sình trướng hôi tối, những người đến gần đã bị mùi hôi xâm nhiễm vào, tùy theo chỗ tiếp xúc với tử thi hôi thối mà bị mùi hôi xâm nhiễm, cũng vậy sẽ đến loại hiền thiện cho đến mâu đạt la hiền thiện. Hoặc nam hoặc nữ tùy theo thân còn bị xô phá giới làm hành xấu ác chẳng phải là bậc pháp khí, hoặc giao du hoặc ở chung hoặc cùng làm việc tùy theo đó mà bị mùi hôi ác kiến xâm nhiễm, như vậy điều đó làm cho sẽ đến loại hiền thiện kia cho đến mộ đạt la hiền thiện. Hoặc nam hoặc nữ thối lui lòng tin, giới văn xả tuệ thanh tịnh thành chiên trà la, thầy và đệ tử đều đoạn mất thiện căn cho đến đọa vào địa ngục vô gián. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân hết quyển thứ năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh được trở thành Phật đạo.